Em Ngọc Hữu chào toàn thể anh chị trên khắp mọi miền lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em đang về chiếc 49C 16850 này thưa anh chị. Độ full option rồi thưa anh chị nha. Xe này thì về chỉ việc sử dụng thôi, đăng kiểm thì cũng mới luôn và cũng không cần phải làm bất kỳ thêm cái gì. Tình trạng của chiếc xe này đang là cao, to, đen, dài, rất thơm, không hôi. Dàn bánh thì có thể nói là cực kỳ bá đạo rồi, đúng không ạ? Với bộ tem của Spolix Dubai, kèm theo đó là xe đã được vào cảng trước, cảng sau, tời, rồi thang bạc, rồi cảng viền thùng, giá nóc, ống thở, 4 cái phuộc bên dưới mới, rồi 4 cái vỏ, tình trạng vỏ còn 80% nha. Ok, to quá trời luôn. Vỏ xe này sử dụng mâm 20 inch nha, mâm 20, kèm theo đó là vỏ 35x nha, 12.5, 50 và 20. Mâm thì chúng ta đang sử dụng một cái mâm rất là lớn nha, đa chấu ở bên trong này. Trong này hình như xe này cũng đã lên từ phục trước nè, phục sau, rồi có thêm rất là nhiều thứ nữa. À, như là cái phần cảng nè, cảng và dép, phần dép cảng ở bên dưới nè, đây là dép lốc máy nha. Đó, đã được nâng cấp rất là nhiều rồi. Chiếc này thích hợp cho những anh chị nào, một là mê off-road và hai mình đang cần một cái xe bán tải và mình về lên phun đồ. Tình trạng thì trên này chúng ta đã được nâng cấp khá nhiều. Về phần đồ rin thì xe này sử dụng cục đèn projector rin, có dây led, định vị ban ngày, được nâng cấp thêm ở đây 1 bi nè, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, 6 bi, 7 bi, 8 bi projector. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một thanh nữa cũng bằng projector luôn nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con projector dưới này nữa. Đèn cản thì đã được nâng cấp led nha. Đó, xi nhan nằm bên này. Trước này thì chúng ta sử dụng đó là cản run đó, và anten thì xe này đang có 1, 2, 3, 4 cây anten và cây trên kia 5 cây. Trên đó chúng ta có tổng cộng 2 thanh đèn lớn và 4 cái đèn led ở bên trên đó, cũng như là dải bóng rơ mi trên giá nóc. Rồi khá nhiều. Nguyên bản của chiếc xe này đó là chiếc Wheeltrack 3.2 sản xuất năm 2017 nha anh chị nha. Xe này đát 2017. Thì em vừa mới thâu trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, có một mình đi thâu. Tình trạng xe thì chiếc xe này đã được lên cho chúng ta bộ còi rồi nè, cũng như bộ đàm. Ôi giời ơi, này là đúng quê, là chỉ cần ập câu lạc bộ thôi. Còn tình trạng xe chạy 52.259 cây khi em đang đậu xe tại giữa đường nha. Cái con số nó có biến động một chút xíu. Còn chiếc xe này mới đăng kiểm cho chúng ta được đâu đó 4 hay 5 ngày gì đó, là tới ngày 12 tháng 4 2022 mình mới hết đăng kiểm nha. Trên phiên bản option của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có 6 túi khí, bao gồm một túi trên vô trên bên phụ lái nè, một túi trên vô lăng nè, hai túi ở trụ B nè, và hai túi trên ghế nha. Trong nội thất thì xe này sử dụng option rin của Wheeltrack nha. Và những cái phím ở trên này sẽ là những cái phím bật đèn nha, bật đèn ở trên này. Tình trạng ổ khóa xe này thì tình trạng sơn rin 90% nha anh chị nha. Nó là một con xe kiển luôn và được nâng cấp đồ rất là chắc chắn luôn. Cản sau đây chúng ta có một cái anten trên này nữa, và biển đang mang là 16850. Xe này thì có thể nói rất nổi tiếng ở Lâm Đồng rồi. Camera luôn nằm ở đây, và đằng sau chúng ta cũng có 4 con cảm biến lùi nha. Đó, đã được lên tay rồi nè. Trên này thì đã được người sử dụng lên lót cho mình nha. Còn cái thùng dưới này thì rất là đẹp nha, về vệ sinh lại là xong thôi. Đó, sau này chúng ta sẽ có đây phần nắp đây, bagamui, thang bẹt nằm trên này. 1, 2, 3, 4 con led. Và cái dây điện này thì em sẽ rút nó lại cho gọn gàng lại cho anh chị nha. Đó, tình trạng
trạng xe mới chạy có 50 mấy ngàn, cực kỳ chắc chắn luôn. Xoay cua của chiếc xe này thì từ lúc mua tới giờ không dùng nha. Riêng xoay cua không dùng, phục sau được người sử dụng nâng cấp cho chúng ta luôn. Nâng cấp nha, tem cầu bọng còn. Vàng bên dưới này là khô ráo cực kỳ nha, rất là khô luôn. Máy xe này thì cũng sử dụng máy rinh và bô là chưa có bị sét nha. Này thì anh chị nào thích thì mình có thể tẩy ố, không thì cũng không cần thiết lắm. Còn chất xe thì chiếc này là chất xe kiện nha anh chị nha. Đó, cầu nè, cầu rất là khô luôn nè. Đó, hộp số sau này không có xì định nhớt gì nha anh chị nha. Và tem sườn là chúng ta còn nguyên bản luôn. Đó. Keo chỉ thì chiếc xe này không mất cho anh chị của một phân keo chỉ nào hết nha. Đó. Và kèm theo đó là xe này đã được lên lỗ mũi rồi nè, ống thở rồi, trên đèn đang sáng đó, tích hợp xi nhan trên gương. Trộn cái khoảng sáng khung gầm của xe này cao nha, cao hơn xe bình thường tầm khoảng đâu đó khá là nhiều á. Đây thưa anh chị nè, đây khoảng sáng khung gầm, đây từ dưới lên nó rơi vào tầm khoảng giác 50 phân nha, 40-45 phân, rất là cao luôn. Nội thất thì xe này đã được chạy lót sàn, đã được chạy lót sàn rồi. Sau này chúng ta sẽ có một cổng AC 230V cũng như là 150W và một cái cổng 12V ở đằng sau này, rất tiện lợi nha. Trần được đóng 5D rồi, có cam hành trình trước và sau nha, hành trình trước sau chúng ta có luôn. Đó, tại vì xe này xe kiện nha. Còn tình trạng sức sức như thế này thì em có thể quên đánh bát lại cho anh chị và xe có thể giao ngay bất kỳ lúc nào nha. Khóa thì xe này dàn khóa cực pin 7 màu nha. Tình trạng máy thì cũng rất là phê rồi. Cabo này thì có cái ốp nha, mình không thích thì mình có thể là mình bỏ cái ốp tê giác của Nova này ra nha. Đây là cái phần găng ten của bộ đàm này, chúng ta có thể nhấc lên được bình thường nha, hoặc là chúng ta có thể nó bạc đi dời được cái này bình thường nha anh chị nha. Xe thì chi tiết phong dáng của chiếc xe này thì nó rất là hầm hố luôn, kể cả nguyên cái dàn phin kiến thì đã được người sử dụng toàn bộ là phin 3M cao cấp nha. Đó, rất là thích hợp với những anh chị nào một là làm bất động sản cần xe đi coi đất, hai là những anh chị nào mê off-road, đó đam mê cái bộ môn thể thao off-road thì xe này là một cái sự lựa chọn tiết kiệm khá. Tại vì chiếc xe này lên về đồ và mâm vỏ cũng như là đèn và những cái phần được nâng cấp trên chiếc xe nó cũng khá là nhiều tiền, nhưng mà hiện tại chiếc xe này được bên em gửi đến chị với mức giá bán 860 triệu. Đằng trước này chúng ta đã được người sử dụng nâng cấp tời rồi nha, nè một cái tời nằm trong này đó, hộp nha. Còn bây giờ em sẽ lên và em đề nổ máy xe này cho anh chị tham khảo. Rất là cao nha, khi mình bước lên trên xe á, thì tình trạng em đứng là nó đã qua, cái xe nó đã qua đầu gối của em rồi nha. Chính xác là nó tới chỗ này rồi, ngay đùi luôn. Bước lên bệ bước và ngồi vào trong khoang lái thì xe này thì option của nó sẽ sử dụng vô lăng trợ lực điện, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hai cầu, số tự động xe này 6 cấp nha anh chị nha. Chúng ta sẽ có nè cảm biến nè, hỗ trợ trơn trượt này nọ, rồi có thể lắp cầu sau và chạy một cầu trước nha. Đã đề nổ. Tình trạng xe thì không báo lỗi bất kỳ nha. Tình trạng xe nè đang báo mở cửa và tình trạng nước rửa kính đang thiếu một chút xíu nha. Trên này là cái đèn áp suất lốp đang báo. Tại vì những anh chị nào mà đã đi bộ mâm vỏ này rồi thì chắc chắn là cái cảm biến áp suất lốp thì không có gắn trên mâm này được, cho nên là cái cảm biến mình mang đi cất rồi thì nó sẽ báo cái đèn này lên. Đó là chuyện rất bình thường nha. Trên này được trang bị thêm đèn nhấp nháy xanh đỏ nữa nè. Đó, trên này thì chúng ta sẽ có một
bộ đàm này, cũng như là còi ưu tiên trên này đầy đủ luôn. Xe này thì có thêm cả còi hơi nữa. Đó, có thêm còi hơi nha. Mà mình không thích thì mình có cái két rò le ngắt dưới này, tiếng kèn bình thường đây. Đó. Còn bên trên này thì em thấy là có thêm cái cam hành trình nằm đây, nằm ở bên trên này. Thì tình hình là đang tháo jack điện ra, xíu nữa em sẽ cắm lại nha. Ở đây sẽ là cái bộ điều khiển tôi nằm vị trí này nha. Đây là cái bộ điều khiển của tôi, cũng như chiếc xe này đã được trang bị loa súp rồi nha. Loa súp lên rất bá đạo luôn. Cái súp là em nhớ không lầm là bỏ ở bên dưới ghế này. Đây. Motor, ghế chỉnh điện và cây súp nằm ở bên trong nhé. Súp nằm ở bên trong đây. À, mình có thể. Và giờ capo vẫn là vị trí bên này nhé. Vẫn là vị trí này. Con đội và đồ nghề của chiếc xe thì nằm ở đằng sau này nhé. Sau ghế này hết. Đây là cái loa súp này. Đó. Xe nói chung là lên full rồi. Xe này nếu mà em là người sử dụng đi thì nói thật sự luôn, em cũng chả biết về để lên thêm gì nữa, tại vì nó lên dường như là full rồi, gọi là full rồi. Đây thưa anh chị, tình trạng cục máy của Wheeljack chiếc xe 2017 đây. Bây giờ nếu như mà em đứng ở trước đầu xe á, là nói chung là chiếc xe này đã cao tới nách em rồi đó. Và để quay chi tiết bên trong này thì chắc chắn là em phải leo lên cái cạn xe này. Đó, giờ phải leo lên cạn. Đó, tình trạng bình nước còn 7 màu, turbo chưa có bị xì nhớt rồi gì hết nha. Kèm theo đó là phần dàn cũng như là cục đèn chưa phục hồi. Đó, xe này đã được lên led xenon cho chúng ta rồi, cũng tiết kiệm được khá nha. Kết nước lên. Đó, này là xe thô nha anh chị nha, chưa rửa dọn bất kỳ gì đó. Và cái hệ thống đường lấy gió của turbo nó nằm ở bên trên này đó. Đây là phần dây được nâng cấp, tuy rinh của Ford, capo chưa mở nha, và keo chỉ không mất bất kỳ một phần nào của anh chị hết nhá. Đó, xe này tình trạng là xe rinh và lên đồ chơi xe kỷ nhá, và máy là chưa mở. Đó. Mặt máy anh chị có thể thấy cho em là nó rất là khô ráo nha, con turbo là không có bị xì nhớt gì nhá. Đó. Và xe đã được lên mũi thở rồi, cho nên là cái tình trạng mà chúng ta sẽ nghe cái tiếng boe nằm trên này nghe rất là đã luôn. Đó, và thang bạc của ARB nha. Đó, thang touring nè. Đăng kiểm tới ngày 15 tháng 4 2022 nè. Rất là bá đạo luôn. Đây chúng ta có thêm cái anten trước này đó. Úi dồi ôi. Dàn phục trước xe này thì toàn bộ là phục xịn sò nha. Nâng cấp toàn đồ xịn thôi. Đó. Và nếu như anh chị nào thích chiếc bán tải độ full option này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949 nha. Đó, mức giá bán thì giá cũng rất là tốt cho những anh chị nào, một chúng ta chơi off-road, và hai là chúng ta đang cần một cái xe đi xem đất. Nói chung con này mà đi xem đất là đúng hết bài luôn, y bài luôn. Đó, full option rồi nha anh chị nha. Và em xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại kênh YouTube của em nha anh chị nha. Và một lượt xem của anh chị đang đóng góp cho em 25 đồng trong quỹ từ thiện của em nha anh chị nha. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.